Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây Ngọc Thủy kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cơn bão Florence có thể gây thiệt hại kỷ lục lên tới 170 tỷ Mỹ kim. Thưa quý vị, theo đánh giá của công ty CoreLogic, cơn bão Florence có thể gây hư hại 759.000 căn nhà và những cơ sở kinh doanh với tổng thiệt hại lên đến là hơn 170 tỷ Mỹ kim ở bờ đông Hoa Kỳ. Cơn bão cấp 4 Florence với sức gió lên tới 140 dặm một giờ có thể sẽ gây lở đất ở tiểu bang Carolina vào chiều tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy tuần này. Gió giật và sóng biển cao sẽ gây thiệt hại ban đầu ở Bắc và Nam Carolina, cũng như ở tiểu bang Virginia. Sau đó thì cơn bão sẽ di chuyển sâu vào đất liền. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, dự báo đường đi của cơn bão cho thấy thành phố Charleston thuộc tiểu bang Nam Carolina đến bãi biển Virginia Beach sẽ chịu tác động của bão, và bão Florence có thể đánh thẳng vào thành phố Charlotte thuộc tiểu bang Bắc Carolina. Đây có thể là cơn bão gây thiệt hại kỷ lục trong lịch sử Hoa Kỳ. Hiện nay cơn bão có sức tàn phá lớn nhất là bão Katrina đã càng quét qua New Orleans vào năm 2015 với tổng thiệt hại ước tính lên tới 161 tỷ Mỹ kim. CoreLogic đưa ra con số thiệt hại ước tính dựa vào chi phí tái xây dựng nhà cửa khi cơn bão đi qua. Dù có thể gây thiệt hại nặng kỷ lục về mặt tài chính, nhưng cơn bão Florence có thể sẽ không gây thiệt hại đối với tính mạng con người. Cơn bão mang tên Hurricane of 1900 thì thưa quý vị đã quét qua Galveston của tiểu bang Texas, vẫn đang giữ kỷ lục với tổng số người thiệt mạng từ 8.000 lên đến 12.000 người. Hiện nay chính quyền các tiểu bang nằm trong đường đi của cơn bão Florence đã ban hành lệnh di tản bắt buộc đối với các cư dân sinh sống ở ven bờ biển. Và các khu vực từ Nam Carolina đến Delaware sẽ có mưa lớn kéo dài. Đối với những ai có ý định mua bảo hiểm lũ lụt thì thời điểm này là quá trễ, vì thời gian chờ đợi bảo hiểm là 30 ngày kể từ ngày mua. Sau khi cơn bão Sandy gây ngập lụt nghiêm trọng ở New York và New Jersey, các công ty bảo hiểm đã thêm điều khoản vào hợp đồng nhằm giới hạn phạm vi bảo hiểm và đặt mức khấu trừ cao, đặc biệt đối với các cơn bão từ cấp 1 độ 1 trở lên, thưa quý vị. Và tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, nước Nga bị nghi là thủ phạm tấn công tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Cuba. Thưa quý vị, Nga hiện là nghi can chính trong cuộc điều tra của các cơ quan hữu trách Hoa Kỳ về các trường hợp mắc bệnh lạ của nhân viên ngoại giao làm việc tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Havana, ở Cuba. Theo bản tin đài NBC News vào hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 9 cho biết như trên. Chứng cứ thu thập được qua hệ thống truyền tin liên lạc cho thấy là có sự liên hệ của Moscow, nhưng hiện chưa đủ mạnh để chính phủ Hoa Kỳ có thể công khai lên tiếng cáo giác. Đó là cũng theo tin NBC. Các giới chức Hoa Kỳ hồi tháng 7 nói rằng vẫn còn đang điều tra về các trường hợp bị bệnh của những người làm việc trong tòa đại sứ Mỹ ở Cuba. Họ cũng nói không biết là ai hoặc điều gì gây ra tình trạng bệnh lạ lùng vốn khởi sự từ năm 2016 và tính cho đến nay đã ảnh hưởng tới khoảng 26 người. Các triệu chứng bệnh gồm có mất khả năng thính giác, ù tai, choáng váng, mất cân bằng, nhức đầu, mệt mỏi, cũng thường thấy trong những trường hợp bị tổn thương não nhẹ, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết như trên. Và Bộ Ngoại giao hồi tháng 6 cũng đưa ra một số giới chức ngoại giao tại tòa lãnh sự ở Quảng Châu về nước sau khi thấy có các chứng bệnh tương tự. Chính quyền Cuba nói đang mở cuộc điều tra những khăn và họ khẳng định là không can dự và cũng không biết ai là kẻ tấn công. Và bản tin sau đây thuộc về khoa học, thưa quý vị. Kỹ thuật nhận diện khuôn mặt giúp bắt giữ hành khách nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Vụ khủng bố ngày 9 tháng 11 mở ra một kỷ nguyên mới về an ninh phi trường. Theo tin từ CBS, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt mới hiện đang được thử nghiệm tại các trạm kiểm soát, đang cho thấy những dấu hiệu thành công. Trong 3 tuần lễ vừa qua, thì kỹ thuật này được áp dụng tại phi trường quốc tế Dulles ở Washington, của Washington và đã phát hiện 2 hành khách mạo danh nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.
Vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 9, thì một phụ nữ từ Ghana bị bắt khi sử dụng passport của Hoa Kỳ và của người khác. Hồi tháng trước, thì một người đàn ông 26 tuổi đến từ Cộng hòa Congo cũng bị bắt khi sử dụng passport Pháp của một người khác. Ông Kevin McAllenan, cơ quan hải quan và biên phòng Hoa Kỳ, gọi tắt là CBP, cho biết họ sử dụng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt nhằm mục đích an ninh để bảo đảm rằng du khách rời Hoa Kỳ đúng thời hạn, đồng thời phòng tránh bất kỳ trường hợp mạo danh nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cơ quan CBP đang thử nghiệm kỹ thuật này tại 17 phi trường trên toàn Hoa Kỳ. Kỹ thuật này sẽ chụp ảnh du khách và so sánh với cơ sở dữ kiện trên passport hoặc hình ảnh trên thị thực của những người có lịch bay vào ngày hôm đó. Công dân Hoa Kỳ không bị bắt buộc phải chụp ảnh và những bức ảnh sẽ bị xóa sau 14 ngày. CBP cho biết hệ thống đưa ra kết quả trong vòng 2 giây nên hành khách sẽ không phải chờ lâu. Ông McAllen cho biết kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt rất chính xác. Dù bức ảnh cũ cách mấy thì tỷ lệ trùng khớp vẫn lên đến là 99%. Kỹ thuật này đang được xem xét để thay thế cho vé lên máy bay, tức là boarding pass trong tương lai. Nhưng nhiều người lo lắng rằng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt có thể đưa ra kết quả không chính xác. Và gần đây, Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, gọi tắt là ACLU, đã thử nghiệm hệ thống nhận dạng khuôn mặt tương tự đối với tất cả thành viên quốc hội. Kết quả là 28 nhà lập pháp bị nhận diện nhầm là những người từng bị CBP bắt giữ, thưa quý vị. Và bản tin sau đây cho biết là Nga bị tình nghi gây ra căn bệnh bí ẩn của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Theo NBC News đưa tin vào ngày thứ Ba, tức là ngày 11 tháng 9, thì Nga đang là nghi can chính trong cuộc điều tra nguyên nhân gây ra căn bệnh bất thường của nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Cuba và Trung Cộng. NBC trích lời ba viên chức Hoa Kỳ ẩn danh và hai nguồn tin thân cận cho biết, trong cuộc điều tra của FBI, CIA và nhiều cơ quan khác, thì các bằng chứng cho thấy Nga có liên quan đến các sự việc nói trên. Tuy nhiên, NBC nhận định bằng chứng này không đủ thuyết phục để Washington quy trách nhiệm cho Moscow. Hồi tháng 7, thì các viên chức Hoa Kỳ cho biết họ vẫn đang điều tra về các vấn đề sức khỏe tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Cuba và chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến căn bệnh bí ẩn bắt đầu vào năm 2016. Ảnh hưởng đến sức khỏe của 26 công dân Hoa Kỳ. Viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các triệu chứng bệnh gồm có là mất thính giác, ù tai, chóng mặt, nhức đầu và mệt mỏi. Các miêu tả này thì phù hợp với chấn thương sọ não nhẹ. Trước đó, thì vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng triệu tập một nhóm nhà ngoại giao ở Quảng Châu, ở Trung Cộng, về nước vì lo lắng rằng họ mắc phải một căn bệnh bí ẩn liên quan đến chấn thương não. Giới chức Cuba cũng đang tiến hành điều tra và phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến sự việc này. Theo nguồn tin NBC, thì Hoa Kỳ tin rằng viên chức chính phủ đã chịu tác động của các vũ khí điện tử tinh vi. NBC cũng dẫn lời các viên chức chính phủ rằng quân đội Hoa Kỳ đang truy tìm loại vũ khí này bằng cách thử nghiệm các thiết bị khác nhau trên động vật. Hoạt động thử nghiệm đang được thực hiện tại chương trình nghiên cứu năng lượng trực tiếp ở căn cứ không quân Kirtland ở tiểu bang New Mexico. Và đây là nơi tập trung nhiều phòng nghiên cứu thử nghiệm vũ khí điện tử công suất cao của Hoa Kỳ. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã chi đến 1.500 tỷ Mỹ Kim cho chiến tranh kể từ sau cuộc khủng bố 9/11. Các cuộc chiến tranh ở Afghanistan, Iraq và Syria đã làm tốn tiền thuế của người dân Hoa Kỳ hơn 1.500 tỷ Mỹ Kim kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ hiện nay như chiến dịch Freedom Sendero ở Afghanistan, chiến dịch Inherent Resolve ở Syria và Iraq, cũng như chiến dịch Noble Eagle ở Hoa Kỳ và Canada đã chiếm khoảng 185 tỷ Mỹ Kim trong tổng số tiền. Trong ba chiến dịch trên, thì chiến dịch Freedom Sentinel vốn đã tốn lên 131.3 tỷ Mỹ Kim, Noble Eagle tốn 27.7 tỷ Mỹ Kim và Inherent Resolve tốn 23.5 tỷ Mỹ Kim.
Các chi phí trên được dùng cho huấn luyện, mua thiết bị, bảo trì thực phẩm và quần áo, cũng như y tế và lương cho binh sĩ. Trước chuyến đi đến Afghanistan sắp tới, thì Bộ trưởng Quốc phòng là James Mattis đã cho biết rằng ông hy vọng đàm phán hòa bình với Taliban sẽ là dấu hiệu chấm dứt cuộc chiến tranh dài 17 năm của Hoa Kỳ. Mùa hè năm nay 2018, một viên chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ đã gặp với một viên chức phía Taliban ở Qatar để cố gắng đặt nền tảng cho những cuộc đàm phán hòa bình quy mô rộng hơn. Đợt viếng thăm này diễn ra trong lúc vừa xảy ra những đợt tấn công gần đây, trong đó một binh sĩ Hoa Kỳ bị tử vong và một người khác bị thương vào ngày 3 tháng 9 trong một vụ tấn công ở bờ đông Afghanistan. Và vào ngày 5 tháng 9, thì 20 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở Kabul. ISIS đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trên, và hiện tại có khoảng 14.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng quân ở Afghanistan. Và vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin Hoa Kỳ, và một lần nữa chúng tôi xin tạm ngừng trong giây lát, và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Việt Nam.